Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin gửi đến quý vị và các bạn là một video tiếp theo tại nhà anh Hoàng Long. Tại xã Tây Lương, Tiền Hải, Thái Bình. Một phong cảnh rất rộng. Một ngôi nhà rất đẹp. Và tất nhiên ngôi nhà đẹp thì cần phải có những cây để trang trí. Không chỉ làm cho xanh, sạch, mát mà còn làm cho đẹp. Anh Long thì đam mê cây cảnh, còn phu nhân của anh Long thì lại đam mê lan. Đây đúng là một đôi đũa 10 phân vẹn 10. Cùng nhau đam mê. Nhiều anh em chơi cây có những lúc phải nói dối. Đây. Sao bỏ anh? Chào bạn anh Dũng mà. Anh đâu? Hả? Bỏ đấy, bỏ đấy.
Vâng, quý vị và các bạn thân mến, một phôi xanh gọi là trước đây gọi là 8 tầng. Lúc đầu các bạn xem nó có bố xa bố xua rồi. Bây giờ thì tôi chọn ra ngọn chính đây. Một ngọn này, hai này, ba này, bốn, năm ngọn. Sau này nó sẽ có 5 ngọn. Cốt rất già, tuy nhiên thì do thời gian chăm sóc là chưa được theo đúng cách. Và bây giờ thì chọn những cái mầm chuẩn để chúng ta chăm sóc sau này cho nó đẹp hơn. Rất già và chùn nhá. Và xử lý cái nhát cắt ở cái thân giữa đi, các bạn thấy là nó khá dẻo. Và sau này thì lên đây sẽ có một bông ở đây để cho nó đối với cái bông này. Nó khoảng 40 phân đấy các bạn nhé, đang rất là lùn. Cốt già, xanh 8 tầng. Gọi là ngày xưa nó, đây là cái tầng 1 các bạn nhé, đây tận dụng cái tầng 1. Lấy có mỗi tầng 1 và khoảng 20 phân của cái thân trực lên. Và tiếp tục ta dựng lên nuôi. Nhưng khi mà chúng ta chăm sóc nuôi những cái mầm chính rồi thì nó rõ ràng và nó sẽ phát triển ở những cái mầm đó lên. Và sau này sẽ cũng mất khoảng vài năm để chúng ta chăm sóc thì sẽ có cây lùn đẹp. Bây giờ thì xin khép lại video này. Một cây 8 tầng chăm sóc khá đẹp tại nhà anh Long, Hoàng Long, tại Tiền Hải, Thái Bình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn những video sau. Các bạn đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông để không bỏ lỡ những video mới. Ok.